Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc một nữ sinh đánh bạn giả mang ngay trên đường phố. Đáng nói, dù có nhiều bạn bè đứng sát cạnh chứng kiến nhưng không một ai chịu can ngăn. Nữ sinh này đã túm tóc, tát vào mặt, đạp vào người bạn mình và bắt xin lỗi. Ảnh cắt từ clip. Nội dung đoạn clip ngắn đăng tải cho thấy, một nữ sinh mặc đồng phục áo trắng, tay túm tóc nữ sinh khác, miệng liên tục chửi bới, gằn giọng yêu cầu, mày mở mồm ra xin lỗi tao, nhanh. Mày có xin lỗi không? Xin lỗi ngay. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo các em học sinh, nhưng không ai ra can ngăn. Ảnh cắt từ clip. Trong khi bị nữ sinh tát, nạn nhân chẳng thể phản kháng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống chịu trận. Đáng nói, ngay sát cạnh hai nữ sinh này là rất đông người gồm cả nam và nữ dừng xe đạp đứng xem. Thậm chí, những người xung quanh còn nói, xin lỗi đi, đúng rồi xin lỗi đi, để nó xin lỗi xong rồi đánh. Sự việc chỉ dừng lại khi nữ sinh bị đánh lý nhí xin lỗi nữ sinh kia đúng như yêu cầu. Đến lúc này những người xung quanh mới tản ra, mặt nữ sinh bị đánh nằm lăn lộn dưới đất vì đau. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip ngắn này đã thu hút sự quan tâm rất lớn của người dùng mạng. Theo chia sẻ, những nữ sinh này đang học tại một ngôi trường ở phường U Lâu, thành phố Diệt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Huy Hiền, trưởng phòng giáo dục thành phố Diệt Trì cho biết, trưa hôm nay ông đã nắm được thông tin và mời phía cơ quan công an đến làm việc. Ông Hiền cho rằng sự việc không to tát lắm, một học sinh nữ chỉ tát bạn cùng lớp một cái gì thách thức. Ngay sau đó phía hai bên gia đình đã đến nhà trường để nói chuyện và giải quyết. Người đăng clip lên mạng xã hội chính là mẹ của một em học sinh nữ là nạn nhân cũng đã tự nguyện gỡ xuống. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.